Trước khi vào video thì tôi có cái này muốn nói với mọi người, là video của tôi thì có đến 99,1% người xem là chưa đăng ký. Chỉ có 0,9% người xem là đã đăng ký rồi. Thế nên là mong mọi người bỏ ra một chút thời gian để đăng ký kênh, ủng hộ tôi nhá. Không vòng vo nữa, chơi game nào. Chế độ gì đây? Normal đi. Ồ, kia là cô tôi á. Không phải là body Samsung hay gì, nhưng mà trông cô như kiểu 10 ấy. Không phải là 10 điểm mà là 10% khối lượng của trái đất. Mê chứ. Nhìn kìa. Ôi. Cô lại. Từ từ. Ok. Bài cóp à. Mẹ, phòng thi gì mà tối om như kiểu ngục tù ấy. Mẹ nguy hiểm thế nhở. G B U ôi 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 ôi
chém học sinh như kiểu mẹ băm thịt lợn ấy. Mẹ cô này mà cảnh sát đâu rồi mẹ ra mà bắt đi, mẹ hành hung học sinh. Mẹ lật quyển sách mà khó thế nhở. Đứng dậy địt mẹ, đứng dậy xem nào. Trời ơi, như này cũng được, như này cũng được. Hai C K E B F C C C. Ui vãi, tưởng nó bị bắt rồi chứ. C G mẹ chứ, cứ đi qua đi lại hoài. D C B. Mà nói thật anh em nhé, là đi thi đừng có học theo tôi như này, là quay cóp và tài liệu nhé. Các anh em chỉ nên trao đổi bài, hỏi bài bạn bên cạnh hay là xung quanh thôi, chứ tài liệu như này là người ta có bằng chứng, là người ta bắt được là đi luôn ấy, không ổn. Phải, mình phải tế nhị lịch sự thôi. B A C H B D mẹ cô. Để mẹ mình cứ tưởng là bắt mình luôn chứ. D C mà tự nhiên ngon nhở, để được quyển sách này cô mẹ đéo biết luôn. Nãy thì chém bém như thịt lợn, mặc dù là giấu ở dưới bàn rồi, mẹ bây giờ thì để như này thì không biết. Ô, thắng rồi hả? Game dễ thế, thắng nhanh quá.